Chào mừng các em đến bữa cơm thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 10 bài số 6 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông và lâm nghiệp. Mình sẽ học xong bài này, mình sẽ biết được thế nào là nuôi cấy mô tế bào. Cơ sở khoa học của phương pháp này. Biết được quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào. Rồi một là mã khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Tế bào mô thực vật là một phần của cơ thể nhưng chúng vẫn có tính độc lập. Nếu nuôi cấy mô tế bào trong môi trường thích hợp và cung cấp đủ chất dinh dưỡng gần giống như trong cơ thể sống thì mô tế bào có thể sống. Quá nhiều lần phân bào liên tiếp bị quá thành mô hoặc cơ quan, mô tế bào có thể phát triển thành cây hoàn chỉnh. Tiếp theo là hay là mạng cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Tế bào thực vật có tính toàn năng. Bất cứ tế bào nào hoặc mô nào thuộc cơ quan như là rễ, thân, lá đều chứa hệ gen quy định kiểu gen của loài đó. Nếu chúng có khả năng sinh sản vô tính, chúng đều có khả năng sinh sản vô tính để tạo thành cây hoàn chỉnh. Nếu được nuôi cấy trong môi trường thích hợp, tính toàn năng của tế bào là cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Cơ thể thực vật là một hệ thống nhất bao gồm nhiều cơ quan có chức năng khác nhau, nhưng được hình thành từ nhiều tế bào khác nhau. Tất cả các tế bào này đều có chung nguồn gốc là tế bào hợp tử. Ở giai đoạn đầu thì tế bào hợp tử phân chia thành các tế bào phôi sinh, chưa mang chức năng chuyên biệt. Sau đó tế bào phôi sinh tiếp tục biến đổi thành các tế bào chuyên biệt, đặc hiệu cho các các cơ quan khác nhau. Sự chuyển hóa các tế bào phôi sinh thành các tế bào chuyên quá đảm nhận chức năng khác nhau gọi là sự phân hóa tế bào. Tế bào đã phân hóa thành các tế bào chuyên biệt có chức năng khác nhau, không mất đi khả năng biến đổi của mình. Ở điều kiện thích hợp, chúng lại có thể trở về dạng phôi sinh và phân chia mạnh mẽ. Quá trình này gọi là phản phân hóa tế bào. Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào là kỹ thuật điều khiển sự phát sinh hình thái của tế bào thực vật một cách định hướng dựa vào sự phân hóa, phản phân hóa trên cơ sở tính toàn năng của tế bào thực vật khi được nuôi cấy tách rời trong điều kiện nhân tạo vô trùng. Tiếp theo là ba la mã là quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào. Ý nghĩa: nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp, kể cả các đối tượng khó nhân giống bằng phương pháp thông thường. Có hệ số nhân giống cao, cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền. Nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống sẽ hoàn toàn sạch bệnh. Tiếp theo là quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo các bước sau. Bước A là chọn vật liệu nuôi cấy. Vật liệu nuôi cấy thường là tế bào của mô phân sinh, là mô chưa phân hóa trong các đỉnh sinh trưởng của rễ, của thân, của lá. Vật liệu nuôi cấy không bị nhiễm bệnh, đặc biệt là nhiễm virus, được trồng trong buồng cách ly để tránh hoàn toàn các nguồn lây bệnh. Tiếp theo là khử trùng. Phân các đỉnh sinh trưởng của vật liệu nuôi cấy thành các phân tử nhỏ, mẫu sau khi cắt được tẩy rửa bằng nước sạch và khử trùng. Tiếp theo là tạo chòi cho môi trường nhân tạo. Mẫu được nuôi cấy cho môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo chòi, tức là tái tạo cây từ các đỉnh sinh trưởng. Môi trường dinh dưỡng nhân tạo thường dùng trong nuôi cấy mô là môi trường MS. Tiếp theo là tạo rễ. Khi chòi đã đạt tiêu chuẩn về kích thước, chiều cao thì tách cắt chòi và cấy chuyển sang môi trường tạo rễ. Trong môi trường tạo rễ có bổ sung kích thước tinh, chất kích thích tăng trưởng. Tiếp theo là cấy cây cho môi trường thích ứng. Sau khi chòi cây đã ra rễ, cấy cây vào môi trường thích ứng để cây thích nghi dần với điều kiện bình tự nhiên của môi trường tự nhiên. Tiếp theo là trồng cây trong vườn ươm. Sau khi cây đã phát triển bình thường đạt tiêu chuẩn cây giống chuyển sang vườn ươm. Giờ đây là sơ quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào. Trước hết mình sẽ chọn vật liệu nuôi cấy, sau đó khử trùng, sau đó tạo chòi, giờ tạo rễ, giờ cấy cây vào môi trường thích ứng, sau đó trồng cây trong vườn ươm.
Tiếp theo là ứng dụng nuôi cấy mô, người ta đã nhân nhanh được nhiều cây giống cây lương thực thực phẩm, các giống lúa chịu mặn, kháng đạo ôn, cây khoai, khoai tây, súp lơ, măng tây, giống cây công nghiệp như là mía, cà phê, giống cây hoa như là hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền và hoa lily. Tiếp theo là cây ăn quả như là chuối, dứa và dâu tây. Cây lâm nghiệp như là bạch đàn, cây keo lai, cây không, cây tùng và cây trầm hương. Giờ như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần câu hỏi. Bài này mình sẽ có hai câu hỏi, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời hai câu hỏi. Câu số 1, nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Giờ hãy trả lời nha. Như vậy là cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào dựa trên tính toàn năng của tế bào. Có nghĩa là bất cứ tế bào nào hoặc là mô của các cơ quan của cây đều chứa hệ gen, quy định hệ gen của loài đó. Khi được nuôi cấy trong môi trường thích hợp thì có khả năng sinh sản vô tính để tạo ra cây hoàn chỉnh. Giờ như vậy mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Như vậy là cái cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô cũng như là từ một mô tế bào của cái cây không, người ta có thể nhân lên nuôi cấy nó thành nhiều cây khác nhau, nhiều giống khác nhau và người ta trồng với quy mô rất là lớn, đúng không này? Tiếp theo là câu hỏi số 2. Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào. Hãy trả lời. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo thứ tự như sau. Có nghĩa là mình phải làm đúng quy trình thì mình mới nhân giống được bằng cách nuôi cấy mô, đúng không? Thứ nhất là mình phải chọn tế bào của mô nhân sinh không bị bệnh, không bị nhiễm bệnh để trồng trong phòng cách ly nhằm tránh hoàn toàn nguồn bệnh. Có nghĩa là mình phải chọn tế bào mà trong mô phân sinh không bị nhiễm bệnh để cây trồng mình sẽ trồng trong phòng cách ly để đảm bảo là không bị cái nguồn bệnh xâm nhập vào cái mô cái cây của mình, đúng không? Cái mô tế bào của mình. Tiếp theo là phân cắt định sinh trưởng của vật liệu nuôi cấy thành các phần tử nhỏ, sau đó được tẩy rửa bằng nước sạch và khử trùng. Bước kế tiếp thì mình sẽ phân cắt định sinh trưởng của vật liệu nuôi cấy thành các phần tử nhỏ, đúng không? Cắt nhỏ vậy. Sau đó mình sẽ tẩy rửa bằng nước sạch và khử trùng luôn để đảm bảo là tinh trùng. Tiếp theo là mẫu được nuôi cấy trong môi trường đặc biệt, có nghĩa thường là môi trường MS để tạo chậu. Như vậy là cái mẫu này mình sẽ nuôi cấy ở trong môi trường đặc biệt thì nó mới tạo chậu được, đúng không? Còn nếu mình nuôi cấy bình thường thì sẽ không có tạo chậu. Tiếp theo chậu sẽ được chuyển sang môi trường tạo dễ, môi trường bổ sung chất kích thước sinh trưởng khi đạt được những tiêu chuẩn về kích thước. Như vậy sau khi ở nuôi cấy môi trường tạo chậu, chậu đã được gieo có kích thước đạt chuẩn vậy đó, thì người ta sẽ chuyển sang môi trường để tạo dễ. Và môi trường tạo dễ này người ta sẽ bổ sung thêm các chất kích thích sinh trưởng để tạo dễ, đúng không? Khi chậu cây đã gieo dễ, khi chậu cây đã gieo dễ thì cấy vào môi trường thích ứng để cây thích nghi dần với điều kiện tự nhiên. Như vậy là sau khi có chậu có dễ thì người ta cấy vào cái môi trường thích ứng để cho nó thích nghi dần với môi trường điều kiện tự nhiên ở ngoài. Và cuối cùng là ta nhận được cây đủ tiêu chuẩn, cây giống khỏe mạnh, cây sẽ được chuyển sang vườn ươm. Như vậy là sau nuôi cấy xong mình chuyển sang vườn ươm để mình ươm rất là nhiều cây giống để mình sẽ trồng nhiều cây đấy với quy mô rất là lớn, đúng không? Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em có thời gian dự thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì liên bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liên nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.